Đây, để anh lấy cái đoạn này. Đẹp không? Đẹp không? Vậy là đẹp đúng bài luôn á. Giỏ quà này của ai gửi anh mua vậy anh Minh? Giỏ quà này của một người chị giấu tên chữ H đầu ở là Bình Chánh. Đó. Chữ H đầu ở Bình Chánh hả? Đúng rồi. Chị đây, giấu tên. Ờ, em làm cho anh luôn hả? À, cảm ơn em ha. Vậy chắc phải lấy cái này qua quá em. Để dọn luôn ha. Hôm qua có chú Tiểu làm giờ mình luôn quý chú anh chị ơi. Mình để là Duy Minh thắp nén hương. Rồi dùm chữ ha. Đổ gác hả? Buổi sáng nay thì còn rất là sớm luôn quý chú chị, cho nên là bà con sáng giờ có bà con nào đến chưa? Có xe 50 chỗ mới đến về ạ. Xe 50 chỗ hả? Có vô đây không? Có, vô cái ga liền à. Dạ, vô xong ga liền hả? Vô lúc kia cái ga liền nó ở lâu đó. Ồ, đông người luôn mà không có ghi hình được quý chú vậy, tại vì buổi sáng mình phải ra mình quay clip buổi sáng mình tải lên rồi sáng mình đi quay hoàn cảnh mà để là cho tiền lại cho những bà con nghèo á, bán quay số liền chứ đâu có lâu đâu. Mua gì một người.